Thắng Hoàng xin chào các bác nhé. Hôm nay thì bên em lên một cái combo này. Combo này là một combo karaoke bình dân với giá 15 triệu, rất là đẳng cấp luôn. Đấy. Bởi vì sao Thắng Hoàng lại nói những cái từ đẳng cấp? Thì thưa với các bác là tất cả những sản phẩm bên em là gần như các sản phẩm này là được fit giá. Và nó là nằm trong cái khuôn khổ đấy là mức giá tầm 15 triệu đổ lại. Thì đấy là một cái vấn đề là nó là cũng một trong những cái dòng phân khúc đẳng cấp ở mức giá bình dân nhất rồi. Đấy. Và các cái mẫu sản phẩm này thì em ghép cho một anh khách anh đem qua 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 Lào nha anh em nhá. Đấy. Anh em qua Lào thì bây giờ em ghép cho anh là một bộ này là để anh sang đấy anh lắp cho công nhân hát. Đấy. Bộ này thì quá tuyệt vời luôn, bên em dùng hẳn con vang M6 Pro. Đấy, một con dòng đẩy APP MH900, công suất 900, máy này máy cửa rào ấy. Còn con đẩy này thì bên em bán bình thường là 900W, này bên em bán ra cái mẫu crown này là 4 triệu rưỡi một con. Con vang M6 Pro là bán 3 triệu 2 một con. Đấy, mic thì bên em bán cái dòng M5 này thì tiếng khá đặc biệt, rất là tốt rồi. Đấy, các mẫu này mic này thì em bán 2 triệu rưỡi một bộ. Các cái mẫu mic bên em không có bán đại trà, em chỉ tuyển chọn những cái bộ mic nào mà hát tiếng và nói là chuẩn, chuẩn âm thì bên em mới 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 giữ để ghép dàn cho khách. Và đuôi loa này thì các bác biết rồi. Cái giá em cũng đã fit xuống còn có 5 triệu 2 một cặp này thôi. Dòng này bass 25 của Phan Anh Quốc thì tổng bộ này thì trên dưới 15 triệu thôi các bác ạ. Để đánh giá cho cái sản phẩm này chất lượng thì mời các bác hãy nghe Thắng Hoàng test trải nghiệm nhé. Đây là có những cái sản phẩm mà đi quốc tế rồi đấy các bạn. Đây, test cho anh em trải nghiệm. Có thở bằng mũi nó cũng ra tiếng nhỉ. Anh nhiều khi mà cái kỹ thuật nó hát ấy, em hơi không đủ bằng họng nhả ra, người ta còn đệm bằng hơi bằng mũi nữa thì các bác vẫn có thể nghe được luôn. Nó là xử lý trên con vàng này nó rất là tuyệt vời ở cái vấn đề đấy. Vàng này thì nó cao cấp hẳn rồi các bác ạ. Nói chung là con vàng này nó cao cấp hẳn rồi. Thì không cần phải so sánh nữa rồi.
thì anh em mình mua hàng thì bên em bán thì em luôn luôn em sưu tầm những cái sản phẩm chất lượng nhất để mà phục vụ cho các bác. Mua bên em là nó cũng đầy đủ những cái sự tin tưởng về kỹ thuật. Đấy. Các bác mà có nhu cầu mua hàng những cái bộ karaoke ghép trọn bộ như thế này, em muốn em tư vấn cho nó kỹ, lắp đặt những cái sản phẩm tốt nhất với giá hợp lý nhất thì các bác liên hệ bên em nha. Đấy, số điện thoại anh em có thể gọi trực tiếp qua 0969 800 985 các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng và xin chào các bác nhé.